Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì em lại tiếp tục test thử những cặp loa Audio Center PF12+, sản phẩm hàng xịn của hãng Audio Center với thương hiệu được đến từ Tây Ban Nha. Thì sản phẩm này thì chất âm của nó là rất chi là hay, rất chi tuyệt vời. Các bác dùng để nghe nhạc hay hát karaoke, thì nếu mà nói về hát karaoke thì sản phẩm này nó là vua trong dòng hát karaoke. Mệnh danh đúng là mệnh danh xứ sở của hàng Audio Center này, xứ sở đến từ Tây Ban Nha. Và nói về thiết kế của thùng, nó là đặc biệt về gỗ của thùng gỗ này, nó là gỗ bạch dương nhá. Gỗ bạch dương đến từ nước Nga, thì gỗ của nó rất chi là chắc và rất cứng, thùng của nó là cực phê luôn. Chiếc thùng này rất chắc. Và thiết kế của dòng Audio Center PF12+ này thì nó được sấy một van 30 và một tép kèn màu đỏ, cũng là màu đỏ đun đặc trưng của hãng nhé. Với bộ phân tần của dòng này thì nó rất chỉ được kinh khủng thôi. Có ở những video này em có làm nội tạng của nó, nhưng mà phân tần của nó này, những bác nào mà nhìn bộ phân tần này chắc chắn là phải mê và phê luôn. Với những sản phẩm bên em chuyển nữa thì đúng là toàn những sản phẩm đẹp long lanh, đẹp xuất sắc luôn. Và với đôi Audio Center này em gửi cho bạn Trần Tuấn, bạn ở thành phố Ninh Bình, và sáng sớm ngày mai thì em sẽ chuyển cho bạn nhé. Còn giờ đây em sẽ test ra một đoạn nhạc để mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của dòng Audio Center PF12+ này. Nó mang ra chất âm cực hay luôn. Chưa gọn nhé, các bác có thể nhìn trên màn hình nó rất gọn và vẻ đẹp và trang nhã, đặc biệt với màu trắng trứng gà, vỏ trứng gà nhé, nên là màu nó hơi trắng ngà một chút, nên là nó đẹp, cũng là để trưng bày trong phòng khách hay những phòng hát karaoke nó đều sáng, điểm nổi bật của dòng Audio Center này. Và bên em có cả màu đen nhé, những bác nào mà thích vẻ đẹp và sự khỏe khoắn của màu đen thì bên em cũng có nhé. Bác nào có nhu cầu về những sản phẩm Audio Center PF12+ này thì các bác
có thể liên hệ với Cao Trung qua số điện thoại 0963101038 hoặc 0962355309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và cũng xin chân thành cảm ơn bạn Trần Tuấn, bạn cũng đã tin tưởng và chuyển đủ số tiền của sản phẩm loa Home Center này cho bên Cao Trung. Cũng xin chân thành cảm ơn bạn rất rất nhiều. Và sáng sớm ngày mai mình sẽ chuyển cho bạn nhé. Và cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Và rất mong được sự ủng hộ của các bác. Và những bác nào chưa đăng ký kênh của em thì các bác hãy bấm ủng hộ kênh của em bằng nút đăng ký và nút chuông để nhận được tất cả những video bên em test thử và thông báo những sản phẩm bên em về nhé. Và giờ đây em xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.